Nam có bị Covid không? Chứ sợ cục mũ nhiều thì cái cục mũ này ba lần mà vẫn chưa hết. Trường mới hết. Cục mũ vàng, cục mũ đá, 4-5 cục của người khác. Mày thì cứ nói chị bên nghe. Phụ nghe. Dạ. Pháp thứ thứ ma thứ ba đi dự quê vợ, dự quê cạo chứ lâu. Cạo vợ nè. Cạo, cạo ấy mẹ. Ủa. Cái thằng mà xấu quậy quá. Thằng xấu quậy, à cái thằng mà con bà hay quánh á. Thằng mà chị bé không biết là thằng chị vừa rồi dễ thương vô đây cười cười gì nữa luôn luôn nữa. Dạ. Thầy giờ học sửa xe với Vũ gì nữa. Dạ, muốn sửa xe ông Thảo. À đúng rồi. Học xe ở à, vô kêu không học, học mấy bữa không học hay là răng đó đó. Về quê hắn hả? Dạ. Hắn không nghỉ học luôn rồi hả Vũ? Dạ. Nhìn cái mặt ông nhỏ đó, như con nít dễ sợ. Cái gì đó? Alo. Chị. Chưa. Chưa. Vậy tụi thấy cũng có thú vui mà tụi thấy nghe thì chắc là ra cho thú vui cũng nhiều hơn gái. Bác mình thấy làm như đây làm kỹ sạch hơn đúng không? Như đây là như đây. Làm chậm như đây này. Ừ. Chậm đó chứ bữa bận ngày có khách làm rạc 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 cho mấy chậm hơn bận ngày một xíu. Mình bị vội vàng cái mình làm không được kỹ. Chỗ nó mới dài này xíu rồi. Nói chung mà bán thì cũng vui vui. Người xung quanh họ cảm thấy mệt. Dạ lô mẹ. Mấy giờ rồi anh Bơ? 8 giờ. 8 giờ anh là mô. Tiếng về chữ á. Em nói anh mấy giờ? 8 giờ. 8 giờ chữ.
Còn chạy công ty mà. 3 phút đó mà. À, 3 phút, 5 phút. Chờ anh ngay ra. Để anh đứng sáng nào ra đi làm sai về tụi đây không? Sáng đi làm đuổi sai gì? Hai đứa đi làm chị dễ cũng đỡ rồi. Sao mấy hồi cái nó là sao nè? Đủ rồi thôi thì tát, còn không thì thay nữa. Ôi ghê. Mỗi lần ho là mỗi lần quạt. À đấy hả? À đấy hả? Là gió chị, do mình mệt hay là gió chị? Con không biết. Hồi nhỏ thì mình như thế hay là ra? Mới bị ra. Mỗi lần ho là mình mụn mửa. Đau một mửa đó hả? À, chị Hổ này nhà rồi má chị em đi học, còn hai đứa nhỏ thứ sao đi học thôi đúng không? Dạ. Thằng Vũ nghĩ rồi. Đứa không được.